Robeca, giải pháp tăng cường sức đề kháng từ tháo dược giúp điều chỉnh và kích thích hệ miễn dịch tự nhiên, tăng cường hoạt động của các đại thực bào, tăng số lượng tế bào lymphocyte giúp tiêu diệt các tế bào lạ trong cơ thể như virus, vi khuẩn và tế bào ung thư. Viên uống tăng sức đề kháng Robeca làm giảm mệt mỏi, căng thẳng, suy nhược cơ thể, tăng cường sức khỏe, hô hấp và nâng cao thể trạng. Robeca tăng cường miễn dịch, nâng cao đề kháng và sức khỏe, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ phục hồi chức năng gan và hệ hô hấp. Viên uống Robeca giúp tăng cường hệ cơ thể, tăng cường đề kháng, hỗ trợ miễn dịch, giúp nâng cao sức khỏe, hỗ trợ điều trị suy nhược cơ thể, tác dụng bổ phế kháng khuẩn và chống viêm, hỗ trợ giảm ho, giảm nguy cơ viêm đường hô hấp như trên như viêm họng, viêm xoang, viêm phế quản cấp và mãn do sức đề kháng. Đề gan hỗ trợ phục hồi chức năng gan ở một số trường hợp viêm gan cấp mãn, hỗ trợ tiêu hóa giúp giảm chứng chán ăn khó tiêu, phần là nấm vân chi và xuyên tâm liên, kích thích tăng cường hệ miễn dịch giúp phòng chống các bệnh gây ra do nhiễm miễn dịch như là các trường hợp viêm nhiễm trùng, ung thư. Bệnh nhân đang điều trị HIV, đang điều trị ung thư, đang điều trị viêm gan, đang điều trị lao, thận,